Rồi quay cái con Sandia này. Máy này lobo quá, bữa nay mày quay. Nhìn bác nằm phía bên đây, quay cho các bác xem. Máy này nhập khẩu nha, có giấy hải quan đầy đủ. Này bánh gai lớn không lớn. Bánh F33 14 xe 28 16.9 xe 28 số của nó vô nè, số sới đây. Này nó có đủ ủi xới chảo nhưng mà để phía sau á, đủ bộ luôn, ủi xới chảo đầy đủ, không thiếu món nào hết. Mở cái đèn thêm mà cho nó sáng xíu. Bình dầu của nó thì nằm phía sau đây. Này nó bằng nhựa. Nhựa các bác ơi. Thì hồi đó giờ cũng chưa bán cái dòng này, nên mình cũng chưa có rành gì nó cho nên cũng không nói gì được nhiều. Còn những cái máy mình rành gì nó thì có những cái máy mà mình biết có từng đi học về nó rồi á. Mình nói được miếng chắc thôi. Còn này thì mình cũng hơi màu. Chợ này ghế này cũng giống như ghế của Marseille vậy. À đúng rồi, ghế êm lắm, nhúng ghế nhúng. Cái này chắc nó lâu quá rồi ấy, nó còn nhúng bình thường đây ha. Đồng hồ của nó hình con hươu. Tới đây thôi. Mình quay về ủi của nó cho các bác xem cho được. Đây có những này dàn sới, dàn sới và dàn chảo nữa. Đầy đủ nha. Rồi, cảm ơn các bác. Rồi, cập nhật tình hình máy hôm nay. Hôm nay là ngày 27 tháng 9 2017. Thì một số máy đang bảo dưỡng chuẩn bị về nhà. Đây máy thì về còn nhiều lắm, gần tới 30-35 chiếc rồi. Đủ các loại hết cho các bác lựa nha.
Thì bữa nay về mười mấy chiếc á, mình sẽ đăng từng video của từng con lên ở trong list máy đã qua sử dụng á, hoặc là cái danh sách máy cũ á, sẽ đăng từng số khung luôn. Thì nếu các bác cũng quan tâm theo dõi thì các bác ở dưới đây nè, có cái nút đăng ký hoặc là cái nút subscribe á, thì các bác nhấp vào đó là các bác sẽ đăng ký theo dõi cái kênh bán hàng của mình ha. Từ đó các bác sẽ nhận được những cái video sớm nhất về tình hình máy. Phía trong này cũng còn mấy con đậu, đã hết chỗ đậu rồi. Còn phía bên đây là cái máy cuộn rơm tự hành. Đây. Máy cày chuẩn bị đi, bữa nay bán máy cày không ạ? Mình ở công ty Thủy Tiên, ở tỉnh Vĩnh Long nha, chỉ có một công ty duy nhất ở Vĩnh Long thôi. Giờ đây là máy cộ, máy chở lúa. Thì tuần nào mình cũng có về máy vậy ạ, nên các bác cứ yên tâm về số lượng máy và đầy đủ hết cho các bác xem. Rồi thì cũng về mấy chiếc đẹp, cái chiếc này còn một chiếc nè, với lại có hai tuần nữa là có về thêm lô máy đẹp nữa. Chỗ này là kho phụ tùng đủ hết. Đây, đây là quang cảnh phía trước nha, trời đủ hết. Còn địa chỉ công ty. Đây, có đủ rồi, máy cày hết luôn. Phía trước này mình cũng còn để hai chiếc 105X có sẵn. Đó. Trong mấy chiếc xe 010 với máy cuộn rơm thôi. Thì cảm ơn các bác lâu nay đã theo dõi kênh bán hàng của mình. Sẽ cố gắng hoàn thiện hơn nữa. Số này khung của máy gặt, các bác nào cần nâng chân thì mình có sẵn nha. Này máy nhiều lắm, cho nên các bác cứ vào lựa. Rồi bữa nay là 27 tháng 9. Đây, về thêm một lô máy nữa. Lô này mười mấy rồi, 12 chiếc. Hôm nay về thêm máy cày nhé, mấy chiếc xe không có đu. Giá thì mấy chiếc máy cày này khoảng 290, có đủ đồ hết.
xíu nữa máy nó về thêm. Rồi về tiếp tục nha. Gan sau gỡ cài đem gan trước. Gỡ cài đem gan trước chân. Tạm ngừng xíu nha, để làm sao quay từng chiếc rồi đó. Để hồi mình quay từng con cái bắt kem luôn. Nhận sới của nó nè. Em lấy nó.